Quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Audio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa cây đến từ đất nước Đan Mạch. Đó là đôi loa Cibo mang model AS380T. Đôi loa với một cấu hình rất là đẹp và sang trọng, dòng loa thiết kế theo kiểu dòng loa high-end. Vâng, thưa quý vị, đôi loa này thì hãng thiết kế rất là đẹp. Với toàn bộ thùng vách của đôi loa là gỗ lạng màu vàng vân gỗ, rất là sang trọng. Quý vị nhìn thấy gỗ của nó thì rất là chắc chắn và rất là đẹp, rất giống với gỗ pơ mu của Việt Nam chúng ta. Thiết kế theo kiểu Bombay, loa rất là đẹp. Đằng trước có một cái uốn lượn vòng tạo cái điểm nhấn cho đôi loa Cibo này, nó rất là sang trọng. Về trong tình trạng đẹp như mới và bao zin cho quý vị nguyên bản 100%. Mặt đằng trước của đôi loa này thì là mặt đằng trước thì sử dụng gỗ lạng màu đen vân gỗ. Màu đen vân gỗ cũng rất là sang trọng. Đôi loa sở hữu 3 đường tiếng trên một thân thùng. Xin giới thiệu thêm cho quý vị là đôi loa này thì rất là hiếm về thị trường Việt Nam chúng ta. Những cửa hàng audio bán như chúng tôi thì cũng rất ít gặp và cũng rất là hiếm về những đôi loa như thế này. Đôi loa sở hữu 3 đường tiếng trên một thân thùng, 3 đường tiếng 4 loa. Nó sở hữu 2 loa bát lớn 20 cm, thưa quý vị. 2 loa bát lớn 20 cm. Màng polycell gân cao su. Xin giới thiệu cho quý vị là màng polycell này thì nó rất là bền. Nó rất là bền. Khi chúng ta sử dụng với thời tiết của Việt Nam chúng ta nồm ẩm thì bát của nó thì nó không bị hỏng, không bị ẩm ướt, mà chúng ta chơi mãi mãi không bao giờ cái màng này nó hỏng được, bởi vì màng của nó rất là dẻo, rất là mềm và rất là dai. Khi chúng ta mở tiếng bát xuống thì nó rất là sâu và rất là mềm. Với gân cao su này thì gân zin nguyên bản bên Đan Mạch về vẫn chưa thay thế, bởi vì đôi loa này thì nó còn rất là mới. Nó sử dụng một loa trung cũng khá là lớn, trung 14 cm, cũng màng polycell gân cao su, và nó sử dụng một chiếc loa chép đôm cao cấp của hãng Cibo. Dòng loa Cibo thì là dòng loa đến từ đất nước Đan Mạch, thì xuất sang thị trường bên Mỹ là chủ yếu, còn xuất về Việt Nam thì cũng không có được đâu ạ. Chúng tôi phải thu mua từ bên Mỹ về thì mới được những cái cặp loa như thế này. Đôi loa này thì có công suất cũng khá là lớn, 150W trên một thân thùng, tổng một cặp của nó là 300W. Và nó có kích thước là chiều cao 1m03, chiều cao cũng khá là cao, cao 1m03, chiều ngang 25, và có chiều sâu khá là sâu, sâu 33 cm, và nó rất là nặng và rất là chắc chắn. Đằng sau thì nó đánh hai cầu loa riêng biệt, chúng ta có thể đi chơi đi dai được, kết hợp với những chiếc âm ly Denon 2000, 2002 la mã, 3 la mã. Và thưa quý vị, nó có thêm mỗi một thùng có một lỗ thông hơi rất là lớn đấy ạ. Rất là lớn để tiêu âm và thoát hơi. Và bên dưới thì có tem của hãng sản xuất Cibo. Và Nguyên Audio xin báo giá đôi loa Cibo AS380T này thì hàng đẹp xuất sắc và bao zin cho quý vị nguyên bản 100% với giá 12.200.000 đồng, không bao cước phí vận chuyển. Mọi nhu cầu quý vị vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Với dịch bệnh Covid-19 này thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ vẫn giao hàng bình thường và vẫn tiếp đón các đoàn khách đến tại cửa hàng Nguyên Audio bình thường. Nhưng quý vị nào mà chúng ta ngại không đến được cửa hàng, hoặc là xe cộ bây giờ nó cấm cũng rất là nhiều các tỉnh thành, thì Nguyên Audio vẫn ship bưu điện, gửi bưu điện, sẽ có nhân viên bưu điện giao hàng tận nhà cho quý vị và các bạn. Và hôm nay Nguyên Audio kết hợp nó với chiếc âm ly Denon PMA500V cùng với chiếc vanker Zia mang thương hiệu của Nhật Bản, Zia 333ESD, có kết nối USB, Bluetooth, cổng quang học giải mã DAC. Và Nguyên Audio sẽ test vào đôi loa này. Đôi loa này thì quý vị có thể sử dụng 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay, và có thể chơi đa thể loại nhạc,
Quý vị muốn hát karaoke thì chúng ta chỉ việc cắm mic vào là chúng ta hát thôi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm của đôi loa Seaborn này. Xin nhấn mạnh cho quý vị là đôi loa Seaborn AS380 này cũng rất hiếm về thị trường Việt Nam chúng ta, với một chất âm cực kỳ hay. Anh em nào nhanh tay hãy liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng tận nhà cho quý vị.